Vâng, xin kính chào toàn thể quý bác tài, quý khách hàng. Em là Thành Mẫn, nhân viên tại đại lý ô tô Phú Cường. Thì sắp bước qua Tết rồi nha quý khách hàng ơi. Thì qua Tết quý khách hàng mình, nếu mà chưa có dự định nào thì có thể là tham khảo xe tải sắt hình 200m để chúng ta có thể là bắt đầu kinh doanh và lập nghiệp, hoặc là chúng ta chuyển qua cái nghề kinh doanh vận tải. Thì con xe sắt hình 200m này đang có tải trọng là 1 tấn 9, tổng tải của xe là 4 tấn 995 cho quý khách hàng chúng ta vào số được. Thì con này là rất là thích hợp cho quý khách hàng mình đầu tư kinh doanh khởi nghiệp, bởi vì giá xe tải phân khúc tầm 1 tấn 9 2 tấn là xe dắt chúng ta là rẻ nhất luôn rồi, mà chất lượng rất bền cho quý khách hàng. Bên em là hỗ trợ quý khách hàng mình bảo hành lên đến là 5 năm trên 150.000 km, rất là lâu luôn, và khuyến mãi thay nhớt là nào miễn phí. Thì để có thể là được sở hữu con xe như thế này thì giá đâu đó nó chỉ khoảng là tầm 450 triệu nha quý khách hàng. Khi mà quý khách hàng mình liên hệ cho em thì em sẽ gọi là khuyến mãi cho quý khách hàng mình 5 triệu khi mà ghé tại showroom mình xem xe, em sẽ giảm trực tiếp cho quý khách hàng mình 5 triệu nha. Và khi mà quý khách hàng mình đầu tư với một cái số vốn tương đối thấp thì có thể là qua hỗ trợ của ngân hàng, thì ngân hàng đang hỗ trợ cho xe em ta đến là 80%. Quý khách hàng mình chỉ cần đầu tư đâu đó là cỡ 100 đến 110 triệu là chúng ta có thể lấy xe. Thời gian làm thủ tục đâu đó tầm khoảng là từ 7 đến 10 ngày là chúng ta có thể là có một con xe hoàn thành như thế này. Và về màu sơn thì quý khách hàng mình thấy đây, màu sơn bên em là đang có đa dạng màu. Tức là ngoài các cái màu cơ bản ra, màu trắng, màu xanh và màu bạc ra, thì bên em còn có 3 màu khác cho quý khách hàng mình lựa chọn nữa, là màu xanh ngọc như thế này, và màu xanh VinFast sẽ nhạt hơn chút xíu, và màu vàng đồng cho quý khách hàng. Ba màu rất là đẹp luôn. Bên cạnh đó thì bên em còn có thể là sơn full thùng cho quý khách hàng luôn, để đồng bộ với lại cabin. Đó. Thì cái thùng này của chúng ta đang có là thùng bụi bạc nha quý khách hàng. Thùng bụi bạc dài độc lòng là 4m4, rộng là 1m82 và chiều cao của thùng là 1m9. Thùng rất là cao nha quý khách hàng. Thì với con xe như thế này thì chúng ta có thể là chở được 1 tấn 9 hàng nè, đi thành phố được luôn. Rồi thì nội thất của xe là xe sẽ có là 3 chỗ ngồi. Thì ghế chúng ta là ghế bọc nỉ nha quý khách hàng. Với cái thiết kế mới của xe thì đồng hồ của chúng ta là có thêm cái tính năng như là đo lượng dầu chúng ta đi nè. Đó, rất là đầy đủ cho quý khách hàng về cái đồng hồ nè, rồi máy lạnh. Máy lạnh hai chiều, radio, các cái phích gắm, kết nối. Xe thì vô lăng sẽ có là trợ lực lái nè, kính điện, rồi khóa điều khiển từ xa nha quý khách hàng. Thì trên thị trường hiện tại đang có hai mẫu xe rắc, đó là mẫu Isuzu và mẫu xe Comin. Thì con này là phiên bản mới nha quý khách hàng ơi. Con này là máy của nó là 120 mã lực, rất là khỏe luôn. Thì cái mẫu này là nó sẽ khỏe hơn và tiết kiệm hơn và tối ưu được hàng hóa của chúng ta nha. Nên là mẫu này đang rất là chuộng đối với quý khách hàng. Thì mẫu này trước cabin nó sẽ có một cái chữ C như thế này. Máy Comin là thể tích làm việc là 2.746cc. Đó, cho công suất là 120 mã lực. Đây nha quý khách hàng, chữ Comin. Comin là thương hiệu của Mỹ đó quý khách hàng ơi. Rồi, thì clip của em đến đây là cũng kết thúc rồi. Em chỉ giới thiệu sơ lược cho quý khách hàng mình tham khảo. Quý khách hàng em có nhu cầu về xe thì có thể liên hệ cho em qua số hotline, hoặc là có thể ghé trực tiếp tại showroom ô tô Phú Cường tại ở Bình Chánh. Quý khách hàng liên hệ để có thể là biết trực tiếp thông tin chi tiết về xe. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Em vẫn kính chào, hẹn gặp lại quý bác tài của những video clip tiếp theo.